Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá xăng dầu hôm nay, ngày 28 tháng 2 năm 2023. Thưa các bạn, hôm nay ngày 28 tháng 2, giá dầu thô có xu hướng giảm. Lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tăng lãi suất cao hơn dự kiến và duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, lấn át kế hoạch cắt giảm sâu sản lượng của Nga, khiến giá dầu hôm nay quay đầu đi xuống. Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 28 tháng 2 năm 2023, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchange, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 4 năm 2023 đứng ở mức 75,75 USD trên thùng, tăng 0,07 USD trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 27 tháng 2, giá dầu WTI giao tháng 4 năm 2023 đã giảm 0,84 USD trên thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 4 năm 2023 đứng ở mức 82,45 USD trên thùng, tăng 0,06 USD trong phiên, nhưng đã giảm 0,91 USD so với cùng thời điểm ngày 27 tháng 2. Giá dầu hôm nay có xu hướng giảm, chủ yếu do lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu không được như kỳ vọng khi các ngân hàng trung ương lớn có kế hoạch tăng lãi suất trong tháng 3 năm 2023. Giới đầu tư lo ngại, lãi suất tăng cao có thể khiến tăng trưởng kinh tế chậm lại, thậm chí rơi vào trạng thái suy thoái. Giá dầu hôm nay còn chịu áp lực giảm giá khi thị trường ghi nhận nguồn cung dầu thô từ Venezuela bắt đầu trở lại thị trường. Tuy nhiên, giá dầu ngày 28 tháng 2 cũng được hỗ trợ bởi lo ngại nguồn cung thắt chặt khi Nga và các nước OPEC cộng khẳng định quan điểm cắt giảm sản lượng, thậm chí Nga còn cắt giảm ở mức sâu hơn. Bất ổn địa chính trị, đặc biệt là cuộc xung đột Nga với Ukraine, cũng dấy lên nhiều lo ngại về nguồn cung dầu thô. Tại thị trường trong nước, tính từ khi điều chỉnh chiều ngày 21 tháng 2 vừa qua, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.542 đồng trên lít, xăng RON 95 không cao hơn 23.443 đồng trên lít, giá dầu diesel 005S không cao hơn 20.806 đồng trên lít, giá dầu hỏa không cao hơn 20.846 đồng trên lít, giá dầu ma rút 180CST35S không cao hơn 14.251 đồng trên kg. Mức giá này có hiệu lực từ 15 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2023. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, giá xăng đã có 6 đợt điều chỉnh, trong đó có 4 đợt tăng, 1 đợt giảm và 1 lần giữ nguyên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những thông tin cập nhật giá xăng dầu hôm nay, ngày 28 tháng 2 năm 2023. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.